Để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, sáng ngày 18 tháng 8, huyện Lang Chánh đã chuyển toàn bộ 31 công dân đang thực hiện cách ly tại khu ký túc trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở Lang Chánh sang khu cách ly tập trung mới được thành lập tại khu ký túc xá trường trung học phổ thông Lang Chánh, bàn giao lại khu ký túc xá để trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở Lang Chánh đón học sinh vào năm học mới. Để đảm bảo an toàn phòng dịch, Trung tâm Y tế huyện đã bố trí xe chuyên dụng chở 31 công dân từ khu cách ly tập trung trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở Lang Chánh sang khu cách ly ký túc xá trường trung học phổ thông Lang Chánh. Mỗi phòng cách ly được chuyên chở riêng biệt và đảm bảo khoảng cách khử khuẩn theo quy định để đề phòng lây nhiễm chéo trong quá trình vận chuyển. Hiện nay khu cách ly được đặt tại ký túc xá trường trung học phổ thông Lang Chánh có khả năng thu dung 100 người, được bố trí đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, lực lượng cán bộ quân đội, công an, y bác sĩ túc trực 24/24 giờ, thực hiện nhiệm vụ theo dõi, giám sát, kiểm tra sức khỏe cho công dân đang thực hiện cách ly. Trong tình hình dịch bệnh phức tạp, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện cũng đã xây dựng kịch bản, xây dựng thêm các khu cách ly tập trung có sức chứa lớn hơn, đảm bảo tiếp nhận nhiều công dân vào cách ly khi trở về từ vùng dịch. Đối với việc bố trí nơi ăn nghỉ cho học sinh trong năm học mới, huyện cũng đã chỉ đạo các địa phương và nhà trường đấu mối cùng các chủ nhà trọ tạo mọi điều kiện thuận lợi để học sinh được nghỉ lại học tập trong năm học 2021-2022.